Đất trồng rau má Đất trồng rau má lý tưởng nhất vẫn là đất thịt pha cát. Ngoài ra, bạn cần phải đảm bảo một số yếu tố khác nữa về đất trồng rau má, như độ tơi xốp, thoát nước, không sâu bệnh. Ngoài ra, bạn có thể tăng cường dinh dưỡng cho đất bằng cách trộn thêm với vỏ trấu, sơ dừa, phân gà, phân bò, phân vịt. Điều quan trọng rằng, bạn cần phải đảm bảo một số yếu tố khác nữa về đất trồng rau má, như độ tơi xốp, thoát nước, không sâu bệnh. Đất trồng cần được cày xới, làm cỏ, diệt mầm bệnh kỹ lưỡng và đầy đủ kết hợp tưới nước và băm đất thật nhỏ, đảm bảo độ tơi xốp cần thiết trước khi canh tác. Tiến hành làm luống có chiều rộng khoảng 5, 8m, mương có chiều rộng từ 2 tháng 5, 3m là hợp lý, đồng thời độ sâu của mương tiêu chuẩn là 1.2, 1.2m. Luống lên theo kiểu cuốn chiếu để đưa được tầng đất mặt lên phần mặt luống. Ngâm hạt rau má 24 giờ trong nước sau đó gieo, đảm bảo gieo hạt đều tay, tránh tình trạng chỗ quá dày chỗ quá mỏng sau khi mọc thành cây con. Chúng ta có thể tiến hành rạch từng hàng thẳng trên mặt luống và tiến hành gieo hạt. Sau khi hạt đã được gieo xuống chúng ta tiến hành tưới nước nhẹ nhàng nhằm duy trì độ ẩm cần thiết cho đất Việc tưới nước sau khi hoàn thành lúc này chúng ta phủ một lớp đất mỏng hoặc một lớp cho cháu lên trên đảm bảo hạt không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào khi chưa nảy mầm. Sau khi gieo hạt xong có thể sử dụng một số loại thuốc đặc trị giúp phòng trừ sâu, kiến hay dế ăn hạt gây hại. Thực hiện việc tưới phun nước lên trên bề mặt đất trên cùng vừa gieo. Nó giúp việc giữ ẩm, cho luồng đã canh tác hỗ trợ giúp hạt rau má nhanh chóng nảy mầm. Tiến hành phủ rơm, dạ lên mặt luống trong khoảng từ 3 năm ngày đầu sau khi gieo hạt. Đây là cách giúp giữ độ ẩm cho đất lâu dài hơn, tạo điều kiện lý tưởng cho hạt rau má nảy mầm. Khoảng nửa tháng hạt sẽ nảy mầm cách chăm sóc. Trồng rau thì ta không thể thiếu bước chăm sóc rau. Cụ thể, cách chăm sóc rau má rất đơn giản. Đầu tiên, bạn cần tưới nước thường xuyên cho cây, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều tối. Nếu trời mưa thì bạn nên giảm số lần tưới. Bạn cần chú ý theo dõi vào những lúc trời mưa này để tránh tình trạng đất bị ngập úng khiến cây bị thối. Cây rau má thường mọc bò trên mặt đất, vì thế bạn cần thường xuyên làm cỏ để lấy khoảng trống cho cây phát triển. Khoảng 2 tuần sau khi gieo hạt, nếu rau má phát triển quá dày thì bạn có thể tỉa bớt và bắt đầu trồng sang một chậu mới. Tiến hành bón phân sau khoảng 3 tuần gieo hạt, loại phân bạn có thể sử dụng là phân hữu cơ, phân bò, phân gà, phân cá, phân chùn quế. Sau đó, bạn cứ bón phân mỗi 10 đến 15 ngày một lần.